xuống là hôm nay trời mưa luôn, được tầm cả luôn. Trick or tree. Thank you. Say thank you. Say thank you. Hey, Aiden. Hey, Jason. Hey, Lauren. Why are you so much? Huh? Oh, your halo. Halo. Yes. Go over here. Go over here. Okay. And you want to trick or treat at the end? No, Aiden. Aiden, we don't have to go there. We can stay here. Yo. Keep going. So I can get giant candy. Giant candy? Yeah, they have giant candy. Giant lollipops then. Uh-oh. Trick or treat. No. Wait, what is this guy called from Halo? Ah. I forgot what his name was. It's Halo. No, what I forgot what this guy was called from Halo. Halo is there. Captain Halo. Captain something. Well, I'm gonna call you Mr. Halo. Do you have the game, Halo? Yeah. Princess. I wish I could play the game. I'm really sweaty. Why are you watching the game? I'm getting here. I see a bat. I see a bat over there. Yeah. I'm going to watch The Exorcist as well. My brother wants me to get scared. I'm also going to watch The Exorcist. You know, if you exercise and then they just stop. This house. Go here. And go then here. They throw up. What, Leila? Why are there houses? I used to be a town. Huh? Go. See nothing in the house. That's after 200. Leila? There, I used to be a candy. Do I hit candy? Okay, yeah. I don't like candy. Just ring the door. Ring the door. Ring the door. Thank you. Thank you. I'm so high up. Help your sister, Adam. Help your sister. Adam. Nothing, Gil. Thank you. Make sure to pull your pants off. No. Whoa. That thing looks frantic. Yeah, I think I want my money. You want your money? I'm trying to keep my house.
Hả? Này, không con cầm. I'm trying to get some money! But it just won't get money! Ooh. I want money! Okay. Next house, Michigan State. Michigan. Right here. Right here. David, over here. Này qua, này qua. Thank you. Thank you. Thank you. No, thank you, nha con. Okay, let's go here. Hold, slow down, slow down. No, đi đây rồi xuống. So we go. Let's go here. Susie, trick or treat. Trick or treat, smell my face. Trick or treat, smell my smell your feet. Your feet stinks. Right here. Vô đây nè con. Ở dưới đây. Đây. Whose house? Giáng sinh nó đâu đi gõ cửa tầng nhà đó hả? Thank you. No, thank you. Thank you. Hey, buddy. Have a good evening. I'm a go-to Batman. Sony, con đừng có nói nên phua anh là người ta off nghe không? Ở nhà mình giỡn được, ở trong đây không nói gì được nghe không? Come here. Hi. Đông, sushi. Không đừng nói phua anh là wear off nghe không? Ở nhà mình giỡn chứ ra đường không nói được vậy nghe không? Anh hai đâu? Sau này nói phu nhà anh là quê ốc mấy chỗ này mình có thể không nói gì được, ở nhà nói được thôi. Không được, nói vậy nghe chưa? Đi để chơi ở nhà được, chứ ở ngoài đường mình không có nói gì được nghe không? Nói đưa kẹo cho tôi, nếu không đưa lại cho tôi lột quần bạn xuống, quần lót bạn xuống. À, cái đó nhiều người Mỹ người ta không có. Hát cái tên theo không rảnh.
Thank you. Tootsie Roll. Lollipop. Okay, next. Next house. There's a dog in this house. I saw a dog. Where you guys going? We're gonna go out to Vienna. Oh, okay. To another neighborhood. Okay. You don't want to go to Vienna? If you don't, that's fine. Susie! Now, we start from your house. We started from your house. Oh, did you go up on this side? No, we start from your house. Oh, I see. Yeah, oh, I dropped them up at your house. Yeah. Hey, buddy. Hey. How gone here? I used to dress up the dog. She didn't like it at all. Sony, come here. Leave it. Yeah. Leave him alone. Come on. That's so friendly. Okay, next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye, buddy. Sony, Susie, Lan, y'all ready? Yeah. He's getting falling off the Hello. M. Bye-bye. Come and have a break to you, Daddy. Yeah. Anh. Hả? Năm sau mà anh mặc bộ này nữa hả? Cái này là anh hai phải đổi giày đen mới đúng nè. Hả? Thôi cãi. Đeo vô cho hai đứa vui mà. Hey, buddy. He's going. Hey, buddy. He's really liking. Chó mà mình muốn cho nó thiện với mình á, mình đỡ tay cho nó hửi mình trước. Rồi mình mới lỡ phép nó. Lỡ nó vừa để xuống nó cạp cái. Không. Đừng ấy tới cái đỡ tự động nó lại nó hửi cái tay mình. Mà ví dụ giờ như không, con chó nào cũng phải nó hửi cái đó mùi thân hay mùi không để cho nó quen. Bạn con chó có hiện lấy con. À. Mừng quá ha. Trời đất ơi chó. Cái gì? Okay. So you guys are leaving? Okay, sorry. I don't think they want to go. Oh. Hey, Ada, don't swing that around. I want to be here. Do you want to go to Vienna or not? Okay, we can go. All right. You want to do a couple more here first? Then mình đi ngõ này đi. Okay, we're going to go this way then. Okay. All right. Bye, Lauren. Bye, Ada. Bye. Nó ở nhà. Ba. Hả? Cầm tay ba. Nói vậy. Hả? Cái nó ở nhà không được. Giờ qua nhà này nè. Ba có. You too. Ba có nói vậy nè. Hả? Cái gì? Cái nốt ở nhà mình cho Halloween nói vậy. Take 3 candy at your own risk. If you cheat,
Mr. Boogeyman gonna follow you home. Hiểu không? Chỗ này mình đi rồi phải không? Ờ, cái này đi rồi. Cái này đi rồi. Rồi chưa chưa? À chưa, vô vô đi, hai đứa vô đi. Nè, nè mẹ vô chung kìa. Không, ba vô đi. Nhìn cái tướng nó vô được. Không. Tưởng em nít. Không. Go, go, go. Nhớ nói thank you nghe không? Bỏ chứ. À, đứng lên. Trick or treat. Trick or treat. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ta 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 ta. Oh, that's so cute. Nhiều chưa? Let's go, let's go. Trời mới đi tới đây mệt thấy mệt đi. Rồi vô. Sushi, follow, đi theo ba. Coi coi ba coi candy coi. Mở ra ba coi coi. Nào. Nè, lại gõ cửa cho ba kia kìa. Đi. Đi từ từ. Con chó kìa. Rồi vô đây, vô đây. Come on. Let's go. Sao? Rồi coi coi. Ooh, wow. Too much candy. Đấy, treat or treat xong rồi nó cảm ơn nha. Bấm nút đi, bà đứng sau lưng. Hey, two, right here. Zero, there. Three. Được rồi, được rồi. Đứng lấy. Bà đứng kế bên mà. Bà chỉ thích con khóc gì nè. No one home? Nope. Don't see anyone. Không thấy ai luôn á. No? Nope. I can't. Oh, 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 there we go, there we go. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Your bags. There you go. Thank you. Thank you. Nhà này cho, nhà này cho một cục kẹo. Hả? Có một cục phải không con? Vậy nhà mình sang nhầm cho tới ba cục. Bởi vậy nó cho có một cục mà ai được. Không có mấy nhà nó cho tới 5 6 cục lận tùy nhà thôi. Không nhà không nhà. À có nhiều nhà cho nhiều lắm. À hai ông bà cụ này hiền lắm nè. Không anh, không anh. Ủa mà không có bao nhiêu phí chỗ này. Ừ? Chỗ này xe bự. No, hai người lớn tuổi này ta hiền lắm nè. Nhớ năm trước người ta cho con quà lại bấm đi, bà đứng. Có. Có cửa đây. Trick or treat.